Mến chào quý khán thính giả thân yêu của bản tin 24 giờ. Chúng tôi với đội ngũ những biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích nhất để quý vị và các bạn có những phút giây thực sự thoải mái sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tính đến 9 giờ sáng ngày thứ ba, khoảng 11,082 triệu người tại 61 thành phố thuộc 11 tỉnh của Trung Quốc đại lục đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, ít nhất 56 người chết và 22 người mất tích. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 25,27 tỷ nhân dân tệ. Đông đảo người dân vùng bị thiên tai lên tiếng qua internet. Tình trạng thiếu lương thực, nước uống diễn ra phổ biến do không được ứng cứu kịp thời. Kể từ cuối tuần trước, mưa lớn đã xảy ra ở các vùng Tây Nam, Giang Nam và Nam Trung Quốc, gây lũ lụt, sạt lở đất và gió giông bão ở Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh, Từ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam. Thảm họa mưa đá gây thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, một cư dân mạng đã đăng một bài viết tiết lộ các phương tiện truyền thông đã mất tiếng nói chung, chỉ có dữ liệu, không có tình huống thiên tai cụ thể và tiếng nói của công chúng. Toàn bộ Hồ Nam và Quảng Tây đã xảy ra lũ lụt trên diện rộng. Trận lụt này còn lớn hơn nhiều so với trận lụt năm 1998 đã tàn phá đất đai của Hồ Nam, Quảng Tây, gây tổn thất khôn lường, thương vong không đếm xuể. Thảm họa thiên tai cứ như vậy lặng lẽ diễn ra, toàn bộ Hồ Nam, Quảng Tây nước ngập mênh mông như đại dương bao la. Truyền thông đồng loạt im tiếng, trận lũ vượt qua năm 1998 đã tàn phá vùng đất Hồ Nam, Quảng Tây gây thiệt hại khôn lường, thương vong không đếm xuể, chỉ âm thầm diễn ra. Chúng tôi sẽ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn lặng lẽ, vẫn múa hát, vẫn hưởng tiền, vẫn ngao du sơn thủy. Theo thống kê chính thức cho thấy, tính đến 9 giờ sáng ngày thứ ba, 975.000 hecta cây trồng tại 61 thành phố thuộc 13 tỉnh đã bị ảnh hưởng, trong đó 131.800 ta đã bị phá hủy. Hiện tại kinh tế trực tiếp là 28,27 tỷ nhân dân tệ, trong đó 7,291 triệu người bị ảnh hưởng tại 102 quận thuộc 13 thành phố gồm Triệu Dương, Hoài Hóa, Trường Sa của tỉnh Hồ Nam, với 64 người chết và 28 người mất tích. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 21,03 tỷ nhân dân tệ. 1,752 triệu người bị ảnh hưởng tại 54 huyện thuộc 13 thành phố gồm Nam Ninh, Diễu Châu, Quế Lâm, Quảng Tây, 76 người thiệt mạng và 31 người mất tích. Diện tích đất cây trồng bị ảnh hưởng là 74,6 nghìn hecta, trong đó 7,9 nghìn hecta không thu hoạch được. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,98 tỷ nhân dân tệ tại 7 thành phố gồm Nam Xương, Bằng Tường và Cửu Giang thuộc tỉnh Giang Tây, 1,954 triệu người bị ảnh hưởng và 15 người thiệt mạng. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 95,7 nghìn hecta, trong đó 21 nghìn hecta bị mất trắng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,74 tỷ nhân dân tệ. 9 thành phố gồm Quý Dương, Lục Bàn Thủy và Tuân Nghĩa thuộc tỉnh Quý Châu có 41,8 nghìn hecta cây trồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trong đó 3,9 nghìn hecta không có thu hoạch. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 860 triệu nhân dân tệ. Hiện nay tình hình thiên tai vẫn đang mở rộng, mất điện, cắt nước, nhà ngập, đường tắc, thiếu lương thực ngày càng trầm trọng. Người dân vùng thiên tai tiếp tục kêu gọi thế giới bên ngoài thông qua internet, mong cơ quan chức năng cứu hộ kịp thời, tăng cường lực lượng cứu nạn. Một cư dân mạng ở Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam cho biết, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng tôi sẽ chiến đấu vì nó. Chúng tôi hy vọng sẽ thu hút sự chú ý. Ninh Tường là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt đã phá hủy nhà cửa. Đây không chỉ là thảm họa tự nhiên, một tài khoản Bắc Hải nói. Hôm qua tôi có đọc tin tức nào đó, chỉ có một mẩu tin về lũ lụt ở Hồ Nam, còn những tin phía trước là chuyện tình của ngôi sao, là tin đồn về người nổi tiếng. Lũ lụt ở Hồ Nam, một số người thân chết, một số vô gia cư, còn bây giờ người chết hết, mà những gì các nạn nhân phải đối mặt là con thuyền đợi đến 8 giờ mới được cứu, không nước uống, nhà cửa tan hoang sau khi nước rút. Có lẽ những người chưa từng trải sẽ không bao giờ hình dung được thiên tai là như thế nào, cũng không hình dung được thiên tai có thể mang đến cho một gia đình nỗi đau lớn đến như nào. Sự thật bao giờ cũng nằm trong tay một số ít người và có thể là gì bạn thấy chỉ là những gì những người khác muốn bạn thấy. Thưa quý vị, gần đây hầu hết các vùng của đại lục đều có nhiệt độ giảm đột ngột. Bắc Kinh, Hà Bắc và những nơi khác giảm từ 20 đến 28 độ. Trường Sa, Hồ Nam cũng trải qua nhiệt độ cao, sét, gió mạnh, mưa lớn, mưa đá và ngập úng đường phố. Đài quan sát khí tượng đã đưa ra tín hiệu cảnh báo màu xanh lam về dông và gió mạnh và tín hiệu cảnh báo màu cam về mưa đá. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông trong nước, do chịu ảnh hưởng có hai đợt không khí lạnh mạnh từ thứ hai đến thứ năm, hầu hết các khu vực từ Bắc và Nam, từ Tây sang Đông sẽ có gió mạnh, trời mát hơn. Theo dữ liệu do Đài quan sát khí tượng Trung ương công bố lúc 18 giờ chiều thứ hai đến 14 giờ chiều thứ tư, nhiệt độ ở các vùng phía Bắc Bắc Kinh, Bắc và Nam Hà Bắc, Bắc Sơn Đông giảm từ 20 đến 28 độ. Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc
miền Trung và miền Bắc Sơn Tây, hầu hết Sơn Đông, miền Bắc Hà Nam và miền Đông Cát Lâm đã trải qua nhiệt độ giảm từ 12 đến 16 độ. Ngoài ra, trong ngày mùng 3, lượng mưa 20 đến 52 mm tuyết hoặc mưa đá đã xảy ra ở một số khu vực của Bắc Kinh, phía Bắc và Hà Bắc và trung tâm Nội Mông. Trước sự thay đổi nhiệt độ nhanh chóng ở hầu hết các khu vực phía Bắc, người dân ở nhiều nơi đã chuyển trang phục từ áo ngắn tay sang áo khoác ngoài. Ngoài việc giảm nhiệt độ các khu vực nói trên, Trường Sa, tỉnh Hồ Nam cũng hứng chịu mưa lớn và mưa đá. Theo báo cáo của tin tức buổi sáng, Siao Siang có cảnh báo dông bão màu xanh lam và cảnh báo mưa đá màu cam. Nhiệt độ sẽ giảm 16 độ trong kỳ nghỉ Thanh Minh kèm theo mưa lớn. Trước đó, Trường Sa trải qua nhiệt độ cao, sét, gió mạnh, mưa lớn và mưa đá chỉ trong nửa ngày. Mưa lớn khiến nước ngập trên đường Quế Nguyên ở thành phố Trường Sa dẫn đến tắc đường cục bộ. Một số phương tiện bị mắc kẹt trong đó, tại trạm trung chuyển bến xe buýt Nam Trường Sa, mái che bị gió thổi đổ, nhà chờ cũng bị ngập. Giữa trưa, nhiệt độ ở Trường Sa cao trên 30 độ, bỏ qua mùa xuân để chuyển sang hè, nhưng đến khoảng 17 giờ, cơn mưa lớn kèm theo sấm sét khiến người đi đường bất ngờ. Anh Chen, một người dân kể lại, hôm qua trời đổ mưa, anh vừa đến trạm trung chuyển bến xe phía Nam Trường Sa. Anh cho biết thấy trời càng lúc càng tối, gió thổi mạnh, nghe thỉnh thoảng có vài tiếng sấm sét, chẳng bao lâu trời mưa to. Anh bị đập đầu vào một cửa kính ô tô. Cô Ly, một người dân cho biết khi cô lái xe đi ăn gần Bách Tử Châu, mưa rơi lộp độp trên xe, có cảm giác như ai đó đang đổ xô nước từ nóc xe xuống cửa sổ và tôi không thể nhìn thấy đường đi. Ngoài mưa lớn, mưa đá cũng rơi xuống từ Trường Đức, Nghi Dương, Ninh Hương, Vương Thành, Lương Dương và những nơi khác dự kiến sẽ có thời tiết mưa đá. Ở quận Vương Thành và thành phố Ninh Hương có thể xảy ra mưa đá. Một cư dân mạng ở Trường Sa đã kể lại lời nhắn trên Weibo nói rằng Trường Sa hứng chịu mưa lớn, sấm sét và mưa đá. Trong vòng 5 phút, mặt đường ngập 10cm nước, hỗn loạn đến mức các phương tiện di chuyển khó khăn trên một số đoạn của con đường. Dự báo cho thấy, từ thứ Tư đến thứ Sáu, nhiệt độ tại tỉnh Hồ Nam sẽ giảm 16 độ. Quý vị thân mến, thời gian gần đây, nhiều nơi ở Trung Quốc, đại lục tiếp tục có nhiệt độ cao và thời tiết eo bức. Một số khu vực xảy ra mưa lớn, gió giật mạnh và mưa đá. Sông Văn Đức ở huyện Vĩnh Cơ, tỉnh Cát Lâm trải qua trận lũ lớn nhất trong lịch sử. Sau khi lũ là các làng mạc trở nên đổ nát, hoang tàn. Theo tin tức chính thức, ít nhất 28 người thiệt mạng và 18 người mất tích do lũ lụt và 15.000 người bị ảnh hưởng. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục kể từ hôm thứ Tư, thứ Năm tuần trước, một số quận huyện ở thành phố Cát Lâm ở tỉnh Cát Lâm đã xảy ra mưa xối xả với lượng mưa cực lớn, gây lũ lụt ở một số khu vực. Quận Vĩnh Tế và quận Phong Vân thuộc những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và sông Văn Đức ở quận Vĩnh Tế gặp phải mức lũ cao nhất trong lịch sử. Theo người dân địa phương, số người chết chính xác không rõ ràng, nhưng dù sao cũng có rất nhiều người chết. Tại thị trấn Khẩu Tiền, huyện Vĩnh Tế, nước ngập sâu khoảng 3 mét. Khi lũ tràn vào các cửa hàng và tòa nhà dân cư, có thể ngập hết tầng 1. Ở những vùng trũng thấp có thể lên đến tầng 3 và tầng 4. Sau trận mưa lớn ở thị trấn Vương Kỳ, quận Phong Vân, hầu hết các ngôi nhà và đất canh tác bị ngập lụt. Một vụ lở đất ở sông Phong Lĩnh, Cát Điền và hơn 130 cây cầu bị hư hại. Những hình ảnh do người dân địa phương chụp lại sau trận lũ được bạn bè chia sẻ cho thấy ô tô chất đống, đường ngập bùn, nhà bị sập ngổn ngang khắp nơi. Hôm thứ Tư, quận Vĩnh Kỳ, thành phố Cát Lâm hứng chịu trận lũ lụt cao nhất trong lịch sử. Sau lũ là một đống hỗn độn. Ngày 25 tháng 6 năm 2023, có mưa to hoặc mưa to ở một số khu vực thuộc Nam Quảng Đông, Nam Quảng Tây, đảo Hải Nam, Đông và Nam Sơn Đông, Bắc Giang Tô, Đông Nam Hà Nam và Tây Tứ Xuyên và các địa phương ở phía Nam đảo Hải Nam có mưa lớn. Đồng thời, Cục Khí tượng tiếp tục đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao, màu cam vào lúc 18 giờ ngày Chủ nhật. Dự báo trong ngày thứ Hai tới, nhiều khu vực có nhiệt độ vượt ngưỡng 35 độ. Nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 37 đến 39 độ ở một số nơi thuộc miền Trung và Tây Nội Mông và Nam Đông, khu vực Quan Trung thuộc Thiểm Tây, Tây Cát Lâm, phần lớn Chiết Giang, Nam Giang Tô, Bắc Hồ Nam và Trùng Khánh. Trong số đó, một số khu vực có thể vượt quá 40 độ. Kể từ năm ngoái, nhiều nơi ở Trung Quốc tiếp tục trải qua nhiệt độ cao, nhiệt độ tại một số tỉnh vượt ngưỡng 40 độ. Nhiệt độ cao trong 11 ngày liên tục, nhiều nơi nóng ẩm. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của kênh 24 giờ ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự mới nhất cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên kênh bản tin 24 giờ. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video hoặc viết thư về ban biên tập chúng tôi để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Một lần nữa, thay mặt cho ekip làm chương trình, Thúy Vân xin được cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.